sĩ bí ẩn số 5 có phải là ca sĩ thật hay không? Xin mời quý vị khán giả. Trời, ruộng đồng không vậy? Rừng cao su à? Không, cái... Trời ơi, cái chỗ này là con, anh ấy dẫn con anh ấy đi xử, đi chơi. Đúng rồi, hình như cái này có cuộc coi trên cái YouTube hay là TikTok gì đó. Dạ. Trời ơi, nè. Dolly luôn kìa. Quay chuyên nghiệp luôn. Trời ơi, ghê vậy. Chúng tôi buồn dấu vết tình. Trời ơi. Giấc mơ vì tình nhớ em anh, nhớ anh các trời ơi nhớ à, chị Hà dạ. Chị Hà xinh đẹp, ai biết tình yêu kia lầm lớn. Trời ơi, chuyển cảnh nữa anh Hà cho một mơ đi về. Trời ơi, quay quanh làm sao anh trốn được mắt em. Anh này thành sông trôi biến xa, giờ chia tay xin cho trái tim tôi lệ rơi. Mấy đứa mà rốt cuộc mấy bữa ghê quá. Bây giờ em sẽ nói lý do tại sao em biết là anh nha. Em và anh cùng quay chung chương trình ca sĩ bí ẩn với nhau, và hai anh em mình ngồi kế nhau. Thì á, em á, thấy cái tay của anh á, em nhìn hoài mỗi ngày á, cái nó in sâu vô trong đầu em. Cái hồi nãy á, lúc mà mọi người hỏi em bị lắc hả, sao không hỏi, không nói gì hết trơn á, là tại vì em đang nhớ cái tay này em đã gặp ở đâu rồi, em đã thấy ở đâu rồi, mà thấy rất là quen luôn, mà thấy hoài luôn á. Đó là này, tay của anh. Hồi nãy á, chí thiện nói cái tay đen đen là anh mát nó luôn á. Thật ra anh Hải biết sao không? Anh Hải với cái bộ dạng mà chùm kín mít như vậy là chỉ có người quen mới như vậy thôi. Kiểu mà thân thuộc mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra thì mọi người đã mài mại rồi. Nhưng mà không có dám chắc là anh Hải. Rồi anh Hải lên tiếng một cái rồi thôi nó ra luôn rồi anh Hải ơi. Mời mốt qua biên tập mà gặp người quen mà mời đến đây giống như anh Hải rồi mình che chắn kiểu anh Hải rồi mình nên đeo bao tai lại luôn. Anh đúng đầu á, là anh không có định đội nón, chỉ bịt mặt thôi. Xong xuôi rồi thấy bên biên tập nói không được, tóc là nhận ra, anh mới lấy cái nón anh trùm lên mà rốt cuộc cũng bị phát hiện. Dạ. Luôn. Anh Hải ơi,
anh Hải chia sẻ với quý vị khán giả những ngày qua một chút xíu cho mọi người cùng nghe nha. Gần 3 tháng nay thì anh ở Lâm Đồng cùng gia đình, ở đây là trước mắt là trang trại, nhưng mà tương lai là anh đang muốn xây một cái phim trường ở đây để sau này tiện việc quay phim. Đó, nhưng mà lên đây thì bị mắc kẹt Covid và ở đây luôn nên chưa có xây dựng gì nhiều. Đó, bởi vì ở đây nó cũng không có đủ trang thiết bị. Nhưng mà ở đây thì được có một cái là cái view thì rất là đẹp giữa rừng núi, quanh đây rừng núi suốt ngày đi chim ca dượng hú, làm bạn với dượng rất là nhiều. Sáng 6 giờ chịu khó dậy uống nước trà là bạn nó dượng nó ra nhiều lắm. Nhưng mà cái là hồi nãy rất là đẹp. Cảnh đẹp nhìn nó. Cái MV mình là quay ở trên đó luôn đúng không? Đúng rồi, cái MV đó là bà xã anh quay, là quay vòng vòng cái chỗ anh ở. Quá thanh cảnh luôn rồi anh ạ. Anh Hải ơi, vậy thì hồi nãy lúc mà cái ca khúc của anh vang lên, em nói thiệt là bao nhiêu ký ức tuổi thơ của em nó lại ùa về. Anh Hải chia sẻ thêm cho quý vị khán giả đi, sắp tới anh Hải nói thiệt là có cái dự án nào mà anh Hải ấp ủ và muốn ra mắt với quý vị khán giả trong thời gian sắp tới không ạ? Anh cũng rất là muốn thu một số ca khúc cũ hồi xưa của mình, nhưng mà mình sẽ phối mới lại. Phối rồi nhưng mà tới giờ vẫn chưa có thời gian mà để thực hiện album đó. Anh Hải ơi, anh Hải có kỷ niệm chia sẻ cho mọi người những cái bài hát hồi trước của anh Hải, cái bài hồi nãy đi. Cái bài này là với tựa đề là Yêu Lầm, một trong những ca khúc mà rất là hit của anh vào thời điểm là 2003. Thì đó là nó là cái trong cái nhạc phim mà Vị Thiếu Gia 9 tuổi, cái anh mới lấy về cái nhờ Minh Kha viết lời Việt và anh đã thu cái ca khúc này ra. Thì trong thời điểm mà năm 2003 thì ca khúc này cũng rất là hot, là đi ở đâu thì cũng được mọi người nghe và mọi người ủng hộ. Thì ca khúc này là nổi sau ca khúc Liều Thuốc Cho Trái Tim và Khi Người Đàn Ông Khóc. Liều Thuốc Cho Trái Tim thì anh ra vào cuối năm 2000, còn Khi Người Đàn Ông Khóc thì anh ra vào đầu năm 2002 lần đó, thì cái này là 2003. Cái khi mà anh nhắc đến cái bài mà Khi Người Đàn Ông Khóc và Liều Thuốc Cho Trái Tim á, là cái một cái bài hát gọi là hồi nhỏ gắn kỷ niệm với em, là vì lúc đó mối tình đầu chia tay mà sau anh bật lên một cái điệp khúc thấy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, trời ơi coi em khóc như mưa. Và lúc đó trời ơi, nhớ cái kỷ niệm đó. Và hồi xưa mình còn phải đi mua những cái đĩa để có thể về mà nghe, và em mua đủ tất cả các trọn đời bên em. Ở thời điểm đó là chỉ có một cái series album mà nó có câu chuyện, và em vừa thích xem những câu chuyện diễn ra mà em thích có nhạc lòng vào trong đó nữa. Em rất ấn tượng với lại cái khoảng thời gian đó, và cảm ơn anh đã là một phần tuổi thơ của em. Cái ca khúc mà Khi Người Đàn Ông Khóc này thì anh cũng có một cái kỷ niệm rất là lớn với nó. Là cái nhất là anh viết cái lời ca khúc này trong vòng chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ trong một đêm thôi. Rồi cái anh nhớ 2-3 đêm sau thì anh mới đi ra, anh biểu diễn ở Hà Nội, thì anh mới giới thiệu cho quý vị khán giả nghe thử một ca khúc mới mà Lý Hải sắp trình làng. Không biết là mọi người sẽ đón nhận như thế nào, nhưng mà mình xác thử. Thì sau khi mà mình hát một cái chay, một cái đoạn điệp khúc đó thì ở dưới vỗ tay rần xong xuôi, anh mới hát nguyên một ca khúc từ đầu đến đuôi. Thì khi mà hát xong một cái ca khúc Khi Người Đàn Ông Khóc, cả ngàn người đứng dậy và vỗ tay hết liên tục và nói một câu là lại đi. Và cái cảm giác đó anh nhớ mãi tới giờ này. Đó là lần đầu tiên một ca khúc mà được đón nhận trước khi ra album. Em còn nhớ là lúc em còn đi học á, là em xem cái MV của anh Trung Lùng nè, rồi có chị Minh Hà nè. Nói chung là trời ơi, xem đi xem lại. Mà lúc cái đĩa anh mua cái đĩa CD về bỏ vô xem, biết mà cái đĩa bị chày, nó nát, nó giật hình luôn á. Chắc cái đĩa hồi xưa mới nhớ là hồi xưa có một lần là từ một fanboy, mà không, một lần có đi hát chung chương trình với anh Hải nữa, và có thấy anh Hải bán đĩa nữa, có lại xin chữ ký và có xin anh Hải cái đĩa đó bán. Lúc đó là Thiện còn ở trong nhóm và có gặp anh Hải một lần. Tại hồi xưa mà đi diễn tỉnh bán đĩa vui lắm. Dạ, còn anh nói Thành, sao anh? Đây tới anh nói đúng không? Trời ơi, nãy giờ chờ. Dạ, em chào anh Hải. Thật sự chào thì... em, nãy giờ. Dạ, thật sự thì anh đến trong cuộc đời em một cách tình cờ lắm anh Hải. Là hồi đó em ở chung với một người chị. Hồi đó tụi em mới có mười mấy tuổi à. Em thì không thích ca nhạc, mà bà chị em bà mở tối ngày sáng đêm cái chọn đời bên em của anh đó. Cái em dành em nói em tức, sao không cho tôi coi mà cứ bắt tôi coi nghe này hoài. Mà tới một ngày em nghe rồi, em vô tình em coi mấy cái tập của anh Trung Lùng,
rồi em mắc cười quá, em nói trời sao sao mấy cái này vui vậy trời, là em mê từ khúc đó luôn. Anh phải cảm ơn bà chị của em, mà nhờ bà chị của em mà em mới biết tới anh. Em thì hồi mà anh Lý Hải mà nổi tiếng nhất trong lĩnh vực ca hát thì em còn nhỏ lắm, em mới có học lớp 2, lớp 3. Nhưng mà đúng là cái bài Khi Người Đàn Ông Khóc thì em lại rất là thuộc. Nhưng mà còn bé cho nên là bố mẹ không có cho nghe nhạc tình yêu nhiều. Thì sau này em biết nhiều tới anh Lý Hải hơn qua những cái bộ phim mà anh sản xuất và qua những vai diễn mà anh đóng, thì em cảm thấy rất là thích. Và thực sự là em chưa bỏ sót một bộ phim nào ngoài rạp mà anh Lý Hải làm. Và em chúc cho anh Lý Hải sẽ sản xuất thật nhiều những cái bộ phim hay để em cũng như là tất cả khán giả có dịp được ra rạp và thưởng thức. Yeah. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh Hải ơi, em là người cuối cùng, em mong là cho những cái dự định của anh Hải sẽ tiếp tục trở thành hiện thực, bởi vì những sản phẩm của anh Hải lúc nào cũng chỉnh chu, từ những cái sản phẩm MV đầu tay của anh cho đến bây giờ thì luôn luôn là tâm huyết. Và ước mơ của em đó là được một lần góp mặt trong series Lật Mặt của anh Hải. Hứa mà giữ lời. Tranh thủ, em phải tranh thủ. Mong cho anh Hải cũng như gia đình, các con anh Hải, vợ anh Hải, cả nhà anh Hải luôn có nhiều sức khỏe để mà có thể có những cái sản phẩm hay cũng như những công tác thiện nguyện của anh Hải sẽ luôn được lan tỏa. Cảm ơn rất nhiều ạ. Bye bye, chúc mọi người nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an nha. Dạ, hẹn gặp lại anh Hải vào một ngày gần nhất ạ. Hẹn gặp lại. Em chào anh.